Diễm Thi và Trân Như kính chào quý khán thính giả với chương trình truyền hình của Đài Á Châu Tự Do. Sau đây xin mời quý vị đến với bản tin sáng thứ năm ngày 9 tháng 10 năm 2014. Thưa quý vị, quân đội Trung Quốc sẽ gia tăng an ninh mạng và phát triển các phần mềm. Tờ Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc loan tin này ngày hôm qua. Tờ báo viết, an ninh thông tin cần phải được coi là một dự án quan trọng trong sự sẵn sàng chiến đấu của quân đội. Tuyên bố này được đưa ra giữa lúc có nhiều quan ngại về khả năng Internet và an ninh mạng tại Trung Quốc đây được coi là lĩnh vực đang được thống trị bởi các cường quốc phương Tây. Các công ty công nghệ nước ngoài tại Trung Quốc hiện đang phải đối mặt với những thách thức do việc giảm mạnh doanh số liên quan đến những lo lắng về an ninh mạng gia tăng ở các nước và vai trò của chính phủ Mỹ trong vấn đề liên quan đến tình báo mạng. Báo chí nhà nước Trung Quốc cũng chỉ trích các công ty công nghệ Hoa Kỳ về những quan ngại đặc biệt này. Tổng thống Đài Loan Mã Anh Kiều hôm qua đã đề cử cựu phó tổng thống là ông Vincent Sai đại diện cho Tổng thống Đài Loan dự thượng đỉnh APEC ở Bắc Kinh vào tháng tới. Tuyên bố mới của Đài Loan làm tan vỡ hy vọng từ tháng 2 là có nhiều khả năng Tổng thống Mã Anh Kiều sẽ gặp Chủ tịch Tập Cận Bình bên lề thượng đỉnh. Trước đó, các quan chức Đài Loan bao gồm cả ông Mã Anh Kiều đã nhiều lần nói đến triển vọng về cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo ở APEC, bất chấp phản ứng không mặn mà từ Trung Quốc. Bắc Kinh lo ngại ý tưởng về cuộc gặp cấp cao giữa hai phía tại cuộc diễn đàn quốc tế sẽ củng cố ý tưởng về hai nước Trung Hoa vốn không được Trung Quốc ủng hộ. Ông Vincent Siu đã thay mặt Tổng thống Anh Kiều dự APEC 5 lần, ngay kể từ khi ông còn là Bộ trưởng Kinh tế. Tin tức cập nhật về những thiệt hại do trận động đất hôm qua ở Vân Nam Trung Quốc gần biên giới với Lào và Myanmar cho biết đã có một người chết và hơn 300 người bị thương. Trận động đất mạnh 6 độ Richter đã khiến các trường học bị hư hại, ước tính được chính quyền địa phương đưa ra là khoảng 170.000 m2 nhà cần được sửa chữa. Tân Hoa xã Lan Tinh là có hơn 124.000 người phải rời bỏ nhà cửa vì động đất. Hôm thứ Tư, hàng ngàn nhân viên cứu hộ đã được triển khai đến khu vực có động đất. Báo chí nhà nước trích lời Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Lý Kế Cường cho biết Trung Quốc đã gửi 3.200 quân đến khu vực để tìm kiếm người sống sót. Vân Nam là tỉnh hay bị ảnh hưởng bởi động đất mạnh. Vào tháng 8, một trận động đất mạnh 6,1 độ Richter tại đây đã khiến hơn 600 người chết, hơn 3.000 người bị thương và hơn 80.000 căn nhà bị phá hủy toàn bộ hoặc một phần. Quay sang Đông Nam Á, thưa quý vị, tổ chức ân xá quốc tế hôm qua thúc giục Thái Lan điều tra những cáo buộc cho rằng cảnh sát đã tra tấn hai người tình nghi giết hại hai khách du lịch người Anh ở đảo nghỉ mát Koh Tao hồi tháng trước. Thi thể những khách du lịch bị giết hại đã được tìm thấy ở đảo Koh Tao hôm 15 tháng 9. Cảnh sát Thái vào tuần trước bắt giữ hai công nhân nhập cư người Myanmar bị cáo buộc đã giết hại hai khách du lịch này. Cảnh sát cũng đã bác bỏ thông tin cho rằng những người bị bắt bị tra tấn và khẳng định mẫu DNA của những người này trùng hợp với mẫu DNA tìm thấy trên xác nạn nhân. Tổ chức ân xã quốc tế trích lời một luật sư thuộc đội tư pháp của Đại sứ quán Myanmar, người đã gặp các nghi phạm nói rằng một trong những người bị bắt cho biết cảnh sát đã tra tấn họ bằng điện giật. Tổ chức ân xá quốc tế cũng nói có nhiều nguồn tin cho biết cảnh sát đã sử dụng nhục hình đối với công nhân nhập cư người Myanmar đã bị bắt giữ liên quan đến vụ điều tra này. Và thưa quý vị, đã có hơn 330 người thiệt mạng và 5 triệu người đang phải chịu ảnh hưởng của bạo lực tại Ukraine kể từ khi lệnh ngân bắn được bắt đầu một tháng trước. Một báo cáo về nhân quyền của Liên Hiệp Quốc cho biết như vậy vào hôm qua. Theo báo cáo, trước khi lệnh ngưng bắn bắt đầu vào ngày 5 tháng 9, phiến quân thân Nga ở miền đông Ukraine đã nhận thêm nhiều quân chiến đấu nước ngoài, trong đó có những người Nga. Báo cáo cho biết đã có 331 người chết được ghi nhận từ ngày 6 tháng 9 cho đến thứ hai tuần này. Trong đó có thể có những người chết từ trước khi lệnh ngưng bắn được ký kết, nhưng chỉ được ghi nhận sau đó. Trong khi đó, đạn pháo đã khiến 14 dân thường thiệt mạng trong cuối tuần qua và được coi là khủng khiếp nhất trong suốt 6 tháng qua. Liên Hiệp Quốc kêu gọi các bên liên quan tại Ukraine phải tôn trọng lệnh ngưng bắn và chấm dứt các cuộc tấn công nhắm vào dân thường và các cơ sở của người dân ngay lập tức. Quý vị vừa theo dõi bản tin truyền hình của Đài Á Châu Tự Do. Diễm Thi và Trần Như xin kính chào tạm biệt quý vị.